Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Trải nghiệm một chút cái gọi là tuyệt vọng. Lần này Thiên Nguyên vực các người thua chắc rồi. Là phù văn quang cầu. Đấy là đã phóng thích ra sát thủ giản rồi sao? Không hay, Chu Nguyên. Không biết sống chết. Chu Nguyên đang làm cái gì vậy? Thật sự muốn bỏ mạng vào đó hay sao? Hắn bị điên rồi. Hắn lại đem phù văn quang cầu này lút vào rồi ư? Thật sự là bị điên rồi. Bây giờ phù văn quang cầu này đang ở trong thần phủ. Chấn động của thần phủ quá là mãnh liệt rồi. Thánh văn quang cầu đại ca, cầu xin hãy giúp đỡ. Quá vài tức, Thánh văn quang cầu đột nhiên di chuyển đến trước mặt của phù văn quang cầu. Chờ một chút, trên thánh văn quang cầu xuất hiện vết nứt. Vết nứt ở trên thánh văn quang cầu này nhanh chóng hồi phục lại, đem phù văn của quang cầu phong tỏa lại. Mà cũng chính vào lúc này, phù văn quang cầu bị nổ tung, cả thần phủ đều đang chấn động điên cuồng. Tai và mắt của Chu Nguyên không nghe không thấy, tim thì như là bị đánh trống, cơ thể giống như nào bị lứt ra. Mảnh vỡ ở trong thánh vân quang cầu hình như nào đã bộc phát ra lực hút vô tận, lại nhanh chóng đem sức mạnh của phù văn quang cầu bộc phát ra lút sống. Khi mà Chu Nguyên đem phù văn quang cầu lút trưởng, vô số mắt nhìn ở ngoại giới đều rất là kinh sợ. Các người mau nhìn kìa, Chu Nguyên từ khi nào lút phù văn quang cầu cho đến bây giờ lại không bị lổ tung, đây rốt cuộc là sao? Xảy ra chuyện gì vậy? Hắn lại không bị lổ. Ê Chu Nguyên, cho dù ngươi vùng vẫy như thế nào, cũng không thể nào thay đổi được kết cục đâu. Vậy sao? Cái gì? Ơi, xem ra thủ đoạn mà vị đại tôn kia chuẩn bị cho các người, hình như không được lắm chắc rồi.